anh em mình đã ra đến nơi để thử nghiệm chiếc xe rồi nhá mọi người nhá. Sẽ có thêm hai quả bánh lái dành cho Mao Đệ đây này. À đây là bánh lái bên Made in China nhá mọi người nhá. Phải bẻ vỏ cái xẻng nhà mình đấy. Đấy, hai bên. Đấy, khi mà Mao Đệ ở dưới đặt bánh cái là nó cản nước là nó sẽ sang trái sang phải tùy ý nhá. Nào Vượng ơi. Mọi người nhìn mình có giống kiểu đang chuẩn bị lên vũ trụ không? Hôm nay sẽ cho Mao Đệ chơi mô tô nước. Được chưa? Cái này những người hạng sang thì mới được dùng đấy anh nhỉ? Rất là nhẹ nha mọi người nhá. Thành trục trước. Sâu lắm đấy anh ạ. À đã nữa. Rồi, nào Mao Đệ lên đây. Em để em lên. Đường nào chả ướt. Nào ăn. Đây cho nó đứng ở đây. Đấy. Bánh lái đấy, rốt thế, nó cản nước. Ra đây. Bánh lái thế nào mọi người nha. Đi đây.
đạp bên đấy. Sao ông đạp bên phải sao ra được. Thôi, mình bơi ra vậy bánh lái của bao vệ không ổn rồi. Đây này. Anh ơi, mày ngồi chéo. Mày ngồi chéo xe mất rồi. Nó bị nghiêng xe cái gì? Nghiêng rồi. Nó bị cậy. Dừng đi để anh sửa lại cho. Chí đi nhá một bên này. Đấy, bây giờ mình sẽ thử quả mô tô mini này nhá mọi người nhá. Bây giờ mình mới nghĩ ra, đúng là phải thực hành rồi mới biết được. Lý thuyết không quan trọng. À, có quan trọng hơn lý thuyết, phải áp dụng thực hành. Đấy. Cái chỗ này khoảng không gian này vẫn còn, thế nên là có thể là hàn cái đoạn này to ra một tí, cái bánh chân vịt này to ra một tí thế này thì nó sẽ đạp nước tốt hơn. Nhưng mà thôi, như thế này là gọi là thành công rồi. Đã đạt đưa anh hai cái ống. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Mà mình thử ấy, thì chắc chắn là phải thêm ống. Nếu không thêm ống là sẽ không kia được. Nào, đúc mỗi bên một ống thôi. Không thêm ống là mình nặng hơn, thế nên là bắt buộc phải thêm ống. Buộc là buộc vào cái đấy, buộc vào hai cái thanh này, ăn được không được, ăn được, đẩy lên cho nó đều đấy, đẩy lên cho đều đi, đấy. Cái này rất tiếc là không đi được hai người, đi cả mình với Mau Đệ. Hay là cho em ngồi đằng sau, ngồi lên ống đấy thử xem đã, ngồi lên ống cạnh mình. Ai thích đổ cua bên nào em ngồi sang bên đấy. Được không? Được đấy, tí nữa để xem tình hình thế nào đã. Đấy, em ngồi ra. Mình sang cả đường sau ấy. Đấy, đây này, đưa anh được không? Kéo vòng lên kia móc bên này nữa. Khi mình lên thì nó mới đủ độ tải. Không khả năng là vẫn phải băng dính ở đây. Thử trèo lên nào. Đấy, móc vào xe. Móc sang bên kia để cho nó cái này nó vòng sang đấy. Đấy, móc vào lỗ luôn. Đấy, thế. Thấy không? Ok. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử lên nhá. Nó để lúc nãy ngồi chạy hết cả này. Bây giờ mình bắt đầu sẽ thử nói anh gật đó. Bây giờ đi. Thank you.
khá là ok nha mọi người nhá. Tuy là tốc độ nó không được cao lắm, tại vì cái bánh lái nó nhỏ, cái bánh chân vịt nó nhỏ quá, thế nên là hơi chậm một tí, nhưng mà chậm nhưng nó an toàn, chơi mới vui, chứ còn nhanh quá là sẽ hỏng hết bánh kẹo đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh Hằng Chung bên cạnh nhá. Bye bye mọi người nha. Bảo thành công rồi đấy, không gọi là nói khét nhưng mà định bảo được nhá. Quả này là Mao định thấy ok rồi. Ai, thôi đây, hãy thử phát hai người. Ok. Thử phát hai người. Đây, đó mày mặc áo. Thôi, cho anh mặc áo. Ôi, chỉ con mặc áo à? Đó, qua đây. Lên đây. Lên từ trên này đi. Sẽ test đi thử hai người nhé mọi người nhé. Nào, lên đây. Đấy, đạp vào thanh sắt này. Rồi, ngồi lên đấy. Ngồi lên đấy. Cầm lên đấy. Rồi, ngồi hẳn lên trên. Nào. Ok, từ từ giữ nhá. Ây da, kết quả hai người xem ok không nhá. Ui, ui. Nào, mau đây. Cầm lại. Chửa ra quá. Đấy. Nào, ngồi dịch lên. Hẳn lên trên. Đấy. Chị.